Party love. Nhiều khi nó cấp lâu quá ta. Ăn rét. Có vẻ một lính bắn không nhỉ? Quy Đấy chứ. Vừa ra cho đánh với boss đúng không? Thấy là rep trên với boss rồi. Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Mắt tao gì nó hồi nhanh, hồi nhanh cái eo giờ đánh béo. Game cho nó 3-0 luôn rồi. Mắt nó chạy lên lực như mẹ thôi nữa. Thì game mình cút 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 luôn cho đánh đập nhá. Thêm đam, thêm đam. Nãy tao cố tình hút nước có tiếng. Có nghe tiếng uống nước không? 47 luôn rồi. Trời má, ram chả biết. Lo farm mình chưa xong, nó ram ram ram. Farm thì để farm nó. Lại. Cái gì vậy? Chuột hư à? What the fuck? Yeah, tìm được luôn rồi, cái gì? Rồi cái gì này cũng chuột vào lính đấy được kìa, ảo thật, cút rồi, thua game rồi đó. Lương Phú Tâm chuột hẹn đỏ kìa. Là sao bấm phím cạnh thiếu số 1 rồi. Ok, má nó chứ, báo quá nhỉ. Công Minh hai friend đang chỉ đánh người. Rồi, đụng mẹ nó. Vãi cả đạn thật. Vãi cả đạn thật. Hello. Mà UC bot luôn nhỉ. Gì hả? Tới đâu mà đánh. Đại Lâm Ngọc. Ha ha. Giang coi chơi game bấy lâu không biết nữa à, mặt cười. Mấy cái thằng ngu này. Ba thằng mày luôn, mày lên mày báo con xét nó rồi. Biết tiếng, vãi cả lìn cân ba. Ba luôn, ba thằng sắt lè luôn. Bị tên đấy on ba mẹ luôn mà. Rank gì vậy? Kim cương cao thủ. Má nó lên nó cam ba thằng luôn mà. Lên ba thằng luôn để chi vậy? Nhưng nó thắng lên, nó xuống boss lắm anh làm ấy. Rồi. Phước, má ác.
đánh nó là may, nó lên nó cam rồi, nó láo thật. Ánh Đẳng Trọng Hello. Hai diễn viên cam ba chào ánh nha, chào ánh. Bạn nào đã xem cho có đăng ký kênh thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh với nha mọi người. Ra bây ta nghe nó chứ, lên nó đè nó cam thôi mà. Ba là chạy ra cho ba B có solo lại thắng Greg không? Không. Ánh Đẳng tối rủ con Giang Lick đi chơi không tím. Thế nó không đi đâu. Trời ơi chết rồi. Nick đi về kết ghi giòn danh anh. Tưởng ra chứ sợ quá đẹp. Tôi tưởng ra bắt sư giả cái là đẹp luôn, hết game. Nghiêm cái boss cút về mấy cái đạn thật đó. Cái boss lọ thôi luôn. Nguyễn Thành, sao mình chat nó không đọc? Lên suối. Lâu lâu nó mới đọc chứ đâu phải cái nào cũng đọc đâu. Bọn nó xuống boss luôn, nó gần đấy rồi cái top xong nó xuống boss luôn. Lì. Nguyễn Thành, chat bậy đọc không? Đọc thế rồi, tùy thôi. Tùy thôi, một băm này. Một băm, ba băm. Địa điểm Văn Hùng đọc thôi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, khỏi 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 ra đi. Mẹ ông nữa chứ. Giờ Văn Hùng nữa rồi. Mạnh Mario combo hay dạy anh. Cứ cần cái lên thắng với cái đẻ lên gần. Má kim cương mà chán nha. Ánh Đẳng chơi mấy giờ nghỉ anh ơi, có mẹo gì đánh e top không ạ? Kêu chàng yếu nó có skill không? Kim cương cao thủ giờ nó chán, giờ đánh má 5-0 rồi con chạy lên xíu dạ là cầm trong tay mà tôi cầm tay tất hủy diệt đó cơ. Tôi vô tôi nói thật cái trụ này con rừng lên đép còn không nổi chứ nó xét không cái nhịp đấy. Truyền máu làm sao để không bị miss click nhỉ? Mình lấy mình bị ngáo ngáo kìa. Mít click đó. Bấm nó cái tự cho nó có cái gì đây không. Lợn này. Đây là sao. Biết đánh xét người ta ca. Mà chứ làm sao à, dính cái W đâu quá không à. Đang ngon lành rồi tự nhiên dính cái W cái đi luôn từ đi. Để mình xem mà lại lên cái gì đó. Để quy là ăn rồi. Ừ. Sao mong ơi. Cho nó reset vàng thì nó không ba. Đi in, nghe ông này tôi đánh sắc hơn. Tôi đây, có tôi đây, ông ti vô, dùng đam chứ. Dễ quá, giờ chạy đòi mắt luôn. Chán của chứ. Nói thật. Trang yếu, hắc họa nhìn ảo vãi lúa. Bây giờ tôi băm cái chết, sốc rồi. Bây giờ băm cắm theo rốt, nó là cái tận dụng thời cơ tại vì nó chưa có hồi đúc rồi e thì mình quy vô mình xài chiêu băm một phát là cục. Mai anh tài, thiên kiếm đẹp hơn mà. Tôi thấy sản phẩm là chém mượt đó, tôi bảo mượt mà, mượt thì sản phẩm mượt nhất. Game sau dắt đi ông nhìn ông đánh dắt mượt hả? Đi in, game sau dắt đi nhìn ông đánh dắt mượt. Ừ. Nghe kỹ thế nhầm không à? Nguyễn Bình Dương làm game Yasuo múa đi Linmax. Đọc bình luận kiểu GG này như nào vậy sếp? Rồi má ơi ác quỷ thiệt. Sợ rồi đấy. Cứu 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 tao cái coi. Ngắt tới nơi có lợn này luôn. Cái gì này? Ôi giời ơi chạy rồi đấy hay à ra sau đi
Thì miếng giáp nó lát con vợ do nó xin tao nửa cây bà nữa. Nó xin tao chưa có tay luôn, phòng có Nguyễn dĩ Thành nữa, dĩ từ này từ được thôi. 3k5 sắp rồi. Dùm luôn á. Chết chùm quấy à. Chạy xuống chơi với con vợ này. Máy này cứ thoải mái, tao đợi này. Vui nó hết rồi. Làm test làm hết rừng hết đấy. Bằng tiến lai là phải ấy, có tâm trạng tốt mới lai. Lợi như vậy. Bằng nghỉ lai trả thông báo. Múa cái quần nha chứ múa. Đông như kiến cỏ ấy. Ê, đó, thấy nó lên ra. Do ăn đầu á. Trang yếu, sướng. Mạnh Mario, cân tem rồi a, à, Betty. À, đến nối mà cần con red nối mà đi luôn đó hả? Để ăn đi. Ui. Muốn ăn con red thì nối mà chết tính ăn red cơ. Ma thật đấy. À, ngủ như con trâu. Rồi sao ông báo luôn. LXD đánh lại ông bên nước ngoài đi, hay lai đánh y không b? Để đi ra. Má báo ông nữa rồi. Báo mấy thằng luôn, hai thằng cút ảo ma rồi đấy. Ghê chưa? 12 súp trong một trận, quá là nhiều. Từ 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 từ. Đơn người nào cũng được á, có người là đơn thôi. John dễ có quy ha. Ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn. Chắc thì ăn luôn. Đặt trình 0411. Ông có nhận tẩy thuê server na 10 tiền không thành vấn đề. Đánh, đánh, đánh nó nhà, đánh nó nhà. Có không ơi. Có nha. Phạm Văn Minh, hello anh. Phạm Minh nhé, hello em. Trời ơi, mày yếu thế hả? Thế nhờ, ghê đấy. Ghê đấy, ghê đấy. Bạn nào cần cày ra inbox tôi với nha, cày old server nha. Cứ gửi nấc đi tôi cày cho. Phạm Văn Minh, ghê mấy rồi anh? Thêm đầu á. Ram. Ơi brand nãy ra tập qua ta lập đầu luôn cái PPZ trên 0411 boy one chance trận rep inbox tôi ở mess nhé. Ừ. Bạn nào là xem có đăng ký kênh thì cho mình xin một sub nha. Chưa có đăng ký kênh xin một sub à. Rồi đợi brand lấy liều rồi đấy chứ. Rồi hợp tiền bốn liều rồi. Ngon đấy nhỉ. Tìm một vũ điệu lên vũ điệu trước. Tập John. Định Nguyễn, y khỏe bắt lẻ đi. Đang lẻ lẻ luôn này. Không có lập John là biết sao đây. Ôi trời ơi, mẹ nó, chết nhỉ. Má ơi, trụ bắn chết nó ta. Đế là cái trụ luôn. Mẹ vậy đứng trong trụ cho trụ bắn bà. Genzia, ngáo vậy. Hmm,
Thợ IT là thợ Aitung nè. Lòng nó Định cũng rất Nguyễn luôn. hồi máu lướt lính là ngon rồi lại chạy ra. Thì mẹ có ăn không nhỉ? Đấy. Ngạo thật. Dễ, từ từ thôi mặt cười. Mẹ nó, mình thôi lát. Chơi game đấy có một cái tác dụng này luôn. Em khó thật đây. Đánh nhau thì độc ping thôi. Đấy này luôn. Ê ta, rank gì vậy anh? Cương này. À, nó mất đồng đó. Bốn luôn, nhiều khi xét này đấm hết bốn thằng luôn đó chứ. Thiên Black, xì là ngáo đét mặt cười chảy nước. Má nó đi ăn bay đá không à? Tao ông lạy luôn đấy, cuối game đi ăn bay đá đó. Đánh thì cả game không một cái tác dụng gì luôn. Lạy thật. Cụ luôn. Có gì à, cho nó Trang Hiếu, tiền. Ông sinh năm nhiêu? 201. Tắt việc thật. Phát việc. Về mua cái gì ta? Khiên băng ghét thiên nhiên à? Quên khăn nghệ thuật ghét thiên nhiên rồi đi trúng tem ha. Khăn nghệ thuật ghét thiên nhiên rồi đi trúng cái tem ha. Ghét thiên nhiên. Đi kèn nó chết bà nó đi. Hòn. Mày nhá, mà không biết đánh là tao lạy luôn Định Nguyễn, giáo đi phun đồ phen nè. ấy. Nè, lại biết cái. Biết cái. Hai mày luôn, hai cái đồng hồ ha. Hai cái đồng hồ ha. Cũng chạy được rồi. Thôi để biết đi. Biết chưa lại biết chưa cái đập đầu đó méo vào đây cứ đẩy thoải mái đi ta dắt thiên nhiên nữa ai chết còn tên đó nó không vô được là tem mình thoải mái hả tên đó nó không vô được là cút ngay cứ đẩy thoải mái đi. Cứ đánh đi lui cái gì nữa cứ đánh đi đánh mẹ ta phun đồ rồi còn không đánh chắc không dễ chết đấy mệt mày ghé chơi game còng cái lưng luôn mấy thằng đánh kim cương này đi farm lính này cũng chết người đây không? Lên thấy mặt nó đây không kiểu anh chụp nè Simon Diaz đánh như sợ nhất đồng đội như vậy ra 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 kệ nó đi nó bay đi bể ông tay vô luôn nha thế chết nó làm sao về đi má thằng rực sức mình đánh ra hay đánh đi bạn cũ giấu tên bọn đấy nó yếu nên tâm lý chỉ chờ full đồ mới dám combat chờ tâm lý suốt ngày đánh kiểu chờ gánh luôn thế à, chết rừng đó là cút luôn á và nãy support nó không đánh luôn đi cái thằng support Dương Ngọc Mai xử lý gà vãi cả loèn má nó chứ cái thằng support nó chưa đánh nó đã chạy rồi AD đang tắm support nó chạy trước chứ má đâu nó kéo cho nó mất cái ấy đi chụp nào cũng được á người ta nó có giấc thần đâu đánh luôn nha luôn á đợi cái cuồng gì đó là mày nó end game luôn á chết bà rồi có thằng nào nó end game là chết dở nha
Chụp chụp cái đằng sau ta cái. Thấy chưa? Đu thằng rừng luôn thôi rừng. Má năm thằng mà không nào vô nữa. Năm đánh ba và đánh còn để lại nữa. Sai luôn. Đó gì cái gì. Hai người đứng không đứng. Đứng không dám đứng lên luôn. Xong game luôn. Ba trận nó mới lên nữa nè, phải lọ rồi. Do được hỗ trợ nè, chưa. À, nó chứ khó né quy vậy, nó đang full nhịp độ á, khó né ghê. Cút chạy. Trời ơi. Cô ở đâu nhỉ? Cần cần chạy qua coi. Biết là cô lắm ta. Ghê đấy. Yeah. Lát lẻ chiều. Ngay cái mồm tiến luôn. Lát ngay cái mồm tiến luôn. Quá chịu. Ồ, rồi nó cấp 3 nó than. Nó đấm ra chắc trầm cảm nơi luôn đấy chứ. Chứ. Rồi. Rồi. Cấp 3 chắc đớp rồi. Cấp 5 luôn nổi nó. Trời ơi má ơi. Thiêu đốt đầm to thế. 150 máu mà không sống nổi nữa. Ai đạn rồi. Lục mặt thành kiếm nữa cơ. Tú đào V kép không đứng yên hai. Chưa rồi máu. Lương công huy. Giết nó xong thiền luôn là ngon rồi. Phải đấy. Nó không được. Trời. Này là mình nó xìa chắc là thật rồi đúng không? Ôi giời ơi, sợ thật đấy. Sợ thật đấy, cứu ta cái. Nó mất thiêu, mất tì rồi, từ ấy. Nó vô. Má nó cấp 6 luôn đấy chà. Mà đánh nó trước đi. Đây được, nó chạy ra đây. Đây à. Không quá tà lè. Hey.
Rồi, được mẹ, ăn hết luôn. Quanh nhau nuốt hết luôn cơ. Mẹ nó còn đầy nữa cơ. Tao không lạnh rồi đó. Lợn. Tham lam có chết. Sợ quá đi. Nó xìa nào, mấy xìa. Trời ơi, hai thằng luôn. Rồi, hiệu top IDF, Victor đép. Tôi quay vào con rồng có là nó cút tiền luôn. Hay à. À, được con rồng đỡ quá. Đấy, gì đó. You have been slain. Có lợn. Ừ. Giỏi. Chắc chỉ để cái quy né công ty thôi. Lợi. Chụp nó không, chụp nó không, lợi rồi. Chạy được à. Lại là chạy được à. Mai chạy. Ôi giời. Nó có mắt nó luôn á, thì thật nhây thật đấy, để chết một máu à. Đạn nữa. Ấy vô đánh. Rồi. Đánh cho ta lại à, chắc chết mất rồi. Má ta để quả ấy rồi. Ori nó có đồng hồ cả. Không đồng hồ.
Đốt được nó đấy, đốt được. Hốc được, hốc được. Hơi lát nhờ, bị chiều lát à. Rồi. Có Varan đây. Mình nhanh đi ba, đi thăm rừng nữa. Các bạn. Quay lại nè, nhau rồi mày ăn. Khăn nghệ thuật chắc chắn cần một tí đó đi. Nghe khăn quấy này. Rồng 4. Đánh mà có rồng hết vậy đánh không? Rồng có là mạnh rồi. À, anh bé rồi này. Rồi. Ngon quá. Má này giờ trận tất cả điểm nhanh á, bạn sao đánh nó cứ chỉ delay delay. Rồi. Laser cho xin một trận cuối cùng luôn. Trận cuối cùng, trận cuối cùng. Trận cuối cùng, trận cuối cùng. Bạn là xem cho đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ nữa nha. Buổi trưa vẻ không ơi, trận cuối cùng luôn nè. Trận cuối cùng đi. Trận cuối cùng.